70% bệnh nhân điều trị tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 và bệnh viện giã chiến số 16 ở thành phố Hồ Chí Minh đều gặp phải hiện tượng bão cytokine và chủ yếu là người trẻ. Liên quan đến vụ việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người dưới 18 tuổi tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, hiện chỉ xác minh được 3 trường hợp, 57 trường hợp còn lại vẫn chưa nắm được thông tin. Đặt mua hàng qua kênh online tại các siêu thị gặp khó khăn vì quá tải, trong khi giá cước giao hàng qua shipper cũng tăng mạnh so với bình thường, khiến nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh phải tìm kiếm ở các điểm bán chui, nhất là trong các con hẻm. Bí thư thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương bị phát hiện tử vong trong ô tô khóa kín vào tối 13 tháng 9. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trong nước sáng ngày 15 tháng 9 của DKN TV. Lời đầu tiên Nguyễn Tư xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, theo tiến sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Giã Chiến số 16, Bão cytokine là một triệu chứng điển hình của bệnh nhân trong đợt dịch này mà các bác sĩ điều trị phải đối mặt. Bão cytokine là một hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt. Bình thường, người khỏe mạnh khi bị virus tấn công, hệ miễn dịch sẽ phản ứng, cơ thể sẽ tiết ra chất cytokine để ức chế virus. Tuy nhiên, một số người tiết ra quá nhiều cytokine gây ảnh hưởng tới các phủ tạng còn tại sao hệ miễn dịch lại phản ứng thái quá? Hiện y học chưa thể lý giải được. Hiện tượng này y học gọi là hội chứng giải phóng cytokine hay còn gọi là hiện tượng cơn bão cytokine. Theo tiến sĩ Sơn, 70% bệnh nhân COVID-19 điều trị ICU do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách mắc hội chứng cytokine xảy ra ở tất cả độ tuổi, song chủ yếu là những người trẻ. Bác sĩ đã tiếp nhận điều trị những bệnh nhân 17 tuổi hay 22 tuổi gặp bão cytokine, khiến cơ thể suy sụp nhanh, rất nhiều trường hợp không qua khỏi. Bệnh nhân càng trẻ bao nhiêu, khi gặp cytokine càng nặng bấy nhiêu. Hơn 50% bệnh nhân được chuyển đến ICU Bạch Mai cần phải hỗ trợ về thở máy, thở oxy dòng cao, nhiều biện pháp hồi sức khác. Đây là nhóm bệnh nhân thuộc nặng và nguy kịch. So với đợt dịch trước đây, số lượng bệnh nhân tăng nhiều, kéo theo số ca nặng cũng tăng lên. Bệnh nhân nặng cơ bản gặp các triệu chứng như suy hô hấp, cần phải hỗ trợ hô hấp ngay, ngoài ra có các biểu hiện ở tim mạch, tổn thương thận hoặc các cơ quan khác. Cơ chế chính là virus trực tiếp hay gián tiếp khiến các cơ quan này thiếu oxy dẫn đến tổn thương. Xác định kiểm soát báo cytokine là một trong những biện pháp tối ưu giúp người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống. ICU Bạch Mai đã tiến hành xét nghiệm trần đoán sớm cho 100% bệnh nhân vào trung tâm để chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị sớm bão cytokine. Kết quả xét nghiệm giúp trần đoán xem bệnh nhân có gặp bão cytokine hay không. Nếu mắc cytokine thì đang ở mức độ nào. Từ đó các bác sĩ chủ động phát đồ điều trị sớm, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong. Bác sĩ Sơn nói và cho biết đây là điểm khác biệt của ICU Bạch Mai trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19 bác sĩ Sơn nhấn mạnh, về điều trị, có nhiều biện pháp, song cơ bản là duy trì sự sống. Trong giai đoạn có báo cytokine như thở máy, truyền đủ dịch, dùng thuốc. Ngoài ra, lọc máu hấp thụ, dùng kháng thể đơn dòng. Phác đồ này nhằm giảm bớt nguy cơ, yếu tố độc hại mà cơn bão gây ra cho bệnh nhân. Cơn bão cytokine thường xuất hiện ở tuần đầu và tuần thứ hai phát bệnh. Nếu bệnh nhân được điều trị, may mắn thoát ra khỏi thì có thể hồi phục sau khoảng 2 tuần điều trị. ICU Bạch Mai đang tổng hợp báo cáo về hiệu quả khi xét nghiệm, điều trị sớm, báo cytokine đối với các bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tại, các bệnh viện khác cũng chưa có số liệu cụ thể. Song theo bác sĩ Sơn, phác đồ điều trị cơ bản mang lại hiệu quả, đã có rất nhiều bệnh nhân tránh được cơn bão này và hồi phục. Năm 2020, tình trạng bão cytokine xảy ra với bệnh nhân phi công người Anh là bệnh nhân số 91, 43 tuổi, nặng 100 kg, phổi đông đặc gần như hoàn toàn, rối loạn đông máu, phải can thiệp ECMO là ca nặng nhất tại Việt Nam trong đợt dịch đầu tiên. Khi ấy, bệnh COVID còn mới mẻ, phác đồ điều trị còn đang được bác sĩ mày mò vừa điều trị vừa phải cập nhật, thiếu thuốc, chỉ điều trị theo triệu chứng. Bộ y tế đã phải nhập thuốc chống đông máu từ nước ngoài về để điều trị đông máu cho bệnh nhân số 91 này tính đến phương án ghép phổi. May mắn bệnh nhân sau đó đã hồi phục thần kỳ và trở về nước. Kính thưa quý vị, vào tối 14 tháng 9, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện chỉ mới xác minh được tại địa phương có 3 trường hợp dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19, còn 57 trường hợp như báo chí nêu rõ thì tổ công tác của quận đang xác minh, khi nào có thông tin sẽ cung cấp thêm. Vào chiều cùng ngày, một tờ báo đã đăng thông tin đã thu thập được một số tài liệu cho thấy vào ngày 18 tháng 8, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tổ chức tiêm vaccine COVID-19 tại điểm trường trung học cơ sở Thốt Nốt. Theo danh sách này, có tổng số 362 người được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer. Tuy nhiên trong đó có đến 57 em là học sinh dưới 18 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi. Như tin đã đưa, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện thông tin về phiếu xác nhận tiêm chủng cho bé gái 13 tuổi và đăng nội dung ảnh chụp màn hình. Dùng quan hệ xin tổ trưởng nên được tiêm hết rồi, được lựa chọn vaccine Pfizer con chị cũng tiêm hai mũi luôn rồi. Theo lý giải của lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, trường hợp bé gái 13 tuổi là cháu của một cán bộ y tế tham gia chống dịch COVID-19 của phường Tân Lộc. Do sợ lây nhiễm nên gia đình đã xin tiêm vaccine. Quận sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trường hợp này vì trong hướng dẫn của nhà sản xuất, vaccine Pfizer có phần chỉ dẫn dành cho đối tượng trên 12 tuổi. Tuy nhiên, theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện Bộ Y tế vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nào cho phép các địa phương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi, dù có thể có khuyến cáo của các nhà sản xuất vaccine. Sau vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Thốt Nốt chỉ đạo kiểm tra và kiểm điểm những người vi phạm có liên quan. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 và trưởng ban công tác điều chuyển phân bổ vaccine COVID-19 đối với ông NKH là giám đốc trung tâm y tế quận Thốt Nốt. Kính thưa quý vị, nhiều người bán và người mua đều than khó khi giá cước giao hàng tăng cao. Trong khi đó, nhiều siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhân viên giao hàng đang quá tải, không thể theo kịp nhu cầu của người dân. Chị Minh, chủ cơ sở ẩm thực tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hiện, để giao nhanh đơn hàng qua shipper, khách hàng không chỉ tốn giá cước cao gấp nhiều lần so với bình thường, mà còn phải chủ động bồi dưỡng riêng cho tài xế xe. Chị Minh nói, bình thường tôi giao đơn hàng đi qua quận 7 chỉ khoảng 70.000 đồng một lần, nhưng thời gian qua nhiều lúc tốn đến hơn 200.000 đồng một lần. Giá cao quá, tôi hạn chế bán, có giao thì cũng để nhân viên riêng đi giao. Tương tự, chỉ cách điểm bán hơn 350 m, nhưng bà Bích ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà phải tốn 40.000 đồng cho người giao hàng, trong khi bình thường chỉ là khoảng 15.000 đồng, thậm chí bà có thể tự đi bộ ra mua. Trong khi đó, theo ghi nhận, trên nhiều trang bán hàng online của các siêu thị như Bách Hóa Xanh, Vinmart đều rất khó mua hàng online. Nhiều khách hàng phải canh từ sáng đến chiều đều không thể đặt mua được. Cụ thể, khi chọn mua hàng ở kênh online của Bách hóa xanh trong ngày 14 tháng 9, khá nhiều khách hàng ở các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh không thể đặt mua được khi mục đặt mua hàng ở nhiều khu vực quận huyện hiện lên chữ không có nhân viên giao hàng. Theo chị Phúc ở phường 26, quận Bình Thạnh, từ sáng ngày 14 tháng 9, chị đã lên trang online của Bách hóa xanh để đặt mua hàng ở khu vực quận Bình Thạnh thì hầu hết các phường đều không đặt mua được. Trang đặt hàng hiện lên dòng chữ không có nhân viên giao Chiều 14 tháng 9, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Tương tự, nhiều người dân ở nhiều khu vực của quận nhất, quận 3 đều gặp tình trạng tương tự như chị Phúc. Trao đổi với báo giới, đại diện Bách Hòa Xanh cho biết, trong tổng số 12 kho phục vụ bán hàng trên kênh online tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị có 9 kho đang hoạt động và 3 kho còn lại phải ngưng vì nhân viên mắc Covid-19. Theo vị này, các kho hàng online có nguồn cung thực phẩm khá dồi dào với hơn 2.000 mặt hàng. Tuy vậy, phần lớn các kho hàng hoạt động đang bị quá tải, khâu giao hàng do nhân viên giao hàng đơn vị bị hạn chế. Trong khi giao hàng qua lực lượng shipper của đối tác thì chỉ ở mức khiêm tốn do vẫn chưa được giao liên quận, giá cước quá cao, khách hàng không chuộng. Việc giao hàng gặp khó khăn đã khiến người dân đổ ra mua ở các kênh bán chui, những sạp hàng giã chiến. Nhất là tại các khu vực hẻm, những trục đường nhỏ không có lực lượng chức năng giám sát, không có chốt kiểm tra. Cụ thể, vào sáng 14 tháng 9, tại hẻm nhỏ chỉ dài khoảng 250 m trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ở quận Bình Thạnh. Dù là khu vực thuộc vùng đỏ nhưng vẫn có nhiều điểm bán thực phẩm, tạp hóa mở cửa và thu hút khá đông khách hàng. Theo chị Trung, một người dân tại đây cho biết, việc đặt mua trên mạng khó quá, giá giao hàng lại cao nên chị chấp nhận mua ở điểm bán chui gần nhà. Dù biết ra vào nhiều nguy hiểm vì khu vực có nhiều ca nhiễm, nhưng mua ở đây nhanh gọn, chứ chờ siêu thị giao hàng thì lâu lắm, chị Trung nói. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 9, Công an thị xã Bến Cát của tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an của tỉnh này đang điều tra vụ việc ông Lê Nguyên Vũ, 45 tuổi, là bí thư thị trấn Lai Uyên, tử vong bất thường trong ô tô cá nhân. Tối cùng ngày, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương xác nhận, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, người dân đã phát hiện chiếc ô tô của ông Vũ đậu bất thường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 ở thị xã Bến Cát nên báo cho công an. Mở cửa ô tô để kiểm tra, nhà chức trách xác định ông Vũ đã tử vong. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy ông Vũ âm tính với Covid-19. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh quanh hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, bản tin trong nước sáng ngày 15 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!